nhận ra những gương mặt ở xung quanh các bạn là những ai không ạ? Vâng, đó là những người đã chiến thắng trong các cuộc thi đỉnh Olympia từ năm 1999 tới nay. Chúng ta hãy chào khán giả xem truyền hình. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với tất cả các bạn. Bây giờ chị sẽ cùng các em, chúng ta sẽ suy nghĩ một chút về số 5 nhé. Số 5, vâng, bởi vì năm nay Olympia của chúng ta vừa tròn 5 tuổi. Em nào có thể cho chị một ví dụ về số 5 như một sự trọn vẹn nào? Xin mời em. Một bàn tay có 5 ngón ạ. Ồ, nhanh quá. Chị muốn hỏi các em, một quãng thời gian nào thì người ta hay cho là trọn vẹn, ví dụ như một kế hoạch gì nhỉ? Kế hoạch 5 ạ. Thế còn một em bé 5 tuổi thì vừa học xong cái gì nhỉ? Vừa mẫu giáo. Và chuẩn bị. À, lớp 1 ạ. Qua 5 năm thì với đường lên đỉnh Olympia có rất nhiều em đã từ một học sinh phổ thông đã trở thành kỹ sư cử nhân và chuẩn bị trở thành những người đang xây dựng đất nước của chúng ta. Thế còn bây giờ thì chúng ta đang kỷ niệm 5 năm đường lên đỉnh Olympia. Vâng, như thế là chúng ta thấy số 5 vừa như một sự trọn vẹn nhưng cũng là một sự khởi đầu, một sự bắt đầu bởi vì một chặng đường mới đang chờ đợi tất cả chúng ta. Còn bây giờ thì sau một ngày sinh nhật thật vui với bánh gato, với nến và rất nhiều những điều bất ngờ khác nữa. Các em đã sẵn sàng chưa? Và chúng tôi thấy có một người đang cũng rất là muốn trẻ lại và đang đứng ở trong hàng ngũ của các bạn học sinh. Vâng, các bạn đã nhận ra đây chính là ông Daikecho. Và ông Daikecho là giám đốc của công ty LG Electronics. Và chúng tôi xin mời ông sẽ có một vài lời để bắt đầu buổi tiệc ngày hôm nay. Congratulations, the 5th anniversary of... Chúc mừng các bạn nhân lễ kỷ niệm thứ 5, ngày sinh nhật của chương trình đường đỉnh Olympia. Và tôi rất vui mừng khi gặp lại các bạn trong tương lai. Thank you. Thank you.
Xin chào quý vị và các bạn đang có mặt tại Thác Đa Ba Vì Hà Tây với chương trình giao lưu với những người chiến thắng chương trình Đường đỉnh Olympia. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ có một trò chơi là đi tìm những chữ số mật mã của chương trình Đường đỉnh Olympia. Sẽ có 7 chữ số mật mã và ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tìm 3 chữ số đầu tiên với trò chơi đua xe đạp địa hình tiếp sức. Mỗi đội sẽ có 3 vận động viên và có ít nhất một vận động viên nữ. Và các bạn sẽ đua 3 vòng quanh khu hồ này. Và người về đích đầu tiên sẽ là người được nhận 3 chữ số trong 7 chữ số và đích thứ hai là 2 chữ số, về đích thứ ba là 1 chữ số. Và đây là 3 quân đội của chúng ta, 3 người sẽ xuất phát, những khuôn mặt rất quen thuộc của chúng ta trong chương trình Đường đỉnh Olympia. Các bạn hãy chú ý chuẩn bị. Từ từ. Chuẩn bị. 1 2 3 bắt đầu. Chuẩn bị. Nhiều nhiều quá nguy hiểm, quá nguy hiểm, quá nguy hiểm, quá lui ạ. Dạ vâng, và đã có một tai nạn đã xảy ra rồi. Một tai nạn xảy ra, tại sao vận động viên này không đi tiếp? Đi tiếp lên, đi tiếp lên, đi tiếp lên, sẽ có người ra tầm nào. Đâu rồi, nhanh lên, đây là người thứ hai. Đây là chị vật, đây là chị vật. Bạn nữ kia chạy ra, bạn là phía trước bạn nam. Không cần nữa, đi lên, đi lên, đây là vận động viên của chúng ta. Đây là bạn, đối phương gì thì gì, đây là bạn Đắc Dương. Bạn đã qua một vòng rồi, đây là vòng thứ hai. Đây là vòng thứ hai. Các cổ động viên của chương trình cổ động cho các bạn rất nhiều. Nào vứt xe xuống, người B đâu rồi, một bạn nữ. Đây là bạn nào, bạn tự báo bây giờ. Rồi, đi lên rồi. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Đã lên trên cao rồi, ô con gái mà khỏe thế nhờ, đi rồi. Nào ngã rồi, may quá, các bạn đã treo nữa, cẩn thận là ngã tiếp bây giờ. Bạn Cao Ngọc Lâm Viên là người của năm thứ nhất. Bạn đang huồng chân, bạn đang... Hình như bạn đi học 12 năm toàn đi bằng xe đạp thì phải. Vòng đích thứ hai. Vòng đích thứ hai, Lâm Viên đang ở dẫn đầu. Lâm Viên đang ở dẫn đầu. Cần được vòng thì thôi chạy ra thì có về đích thôi. Và đây là chiếc ngại vật nữa. Đây là đội cán đích cuối cùng của chúng ta đây. Chúng ta phải về đích thôi. Thưởng cho 3 đội nhất nhì ba, tất nhiên không có vòng nguyệt quế nhưng có phần thưởng rất là lớn, đó là chữ số mật mã của chương trình. Tiên tôi xin trao cho đội giải nhất. Đây là đội giải nhì. Các bạn hãy bí mật chữ số của mình. Hãy bí mật, hãy để cuối phần mở hết, cuối phần sẽ mở. Bây giờ bắt đội nhất mở thôi. Rồi, và đây là đội giải 3, trong này có 1 chữ số của 7 chữ số có mặt mã ngày hôm nay. Nhìn. Mình 3 đầu 3, 3 giống. Các bạn biết không biết là mình biết. Quý vị và các bạn thân mến, cả 3 đội đã có những chữ số mật mã trong tay và nhiệm vụ họ là đi tìm 4 chữ số cuối cùng của 7 chữ số mật mã. Và chúng ta vẫn còn một trò chơi khác nữa, đó là trò chơi bắt vịt trong hồ cùng với các bạn của chương trình Đưa Đường Olympia. Mến và các bạn có biết nhiếp ảnh gia đang thực hiện những bức ảnh rất độc đáo cho kỷ niệm chương trình Đường lên đỉnh Olympia thứ 5 là ai không ạ? Đó chính là bạn Nguyễn Thành Vinh. Và chúng ta sẽ trò chuyện một chút với bạn Nguyễn Thành Vinh nhé. Chào em đã mang những gì từ nước Úc xa xôi trở về để tham dự chương trình này? Dạ, em mang một số thiết bị máy móc để thực hiện cái niềm sở thích của em, là vì em biết lần này đi chơi các bạn rất là vui thì em muốn giữ lại những cái khoảng cách rất là đẹp đấy, thì em đã mang máy ảnh và máy quay phim về để quay các bạn. Chiếc máy ảnh này là do em tự mua được hay như thế nào, từ học bổng của mình?
Cái này là tiền do em đi làm thêm ở bên đấy trong quá trình em học và tự mua được đấy. Em đã làm thêm rất là nhiều việc, kể cả những việc lao động chân tay, kể cả những việc lao động trí óc. Hạn như là lao động chân tay thì em có thể đi phát poster hoặc là làm bồi bàn ở trong các nhà hàng quán ăn Việt Nam ở bên đấy. Hoặc là em có thể làm dự án, làm project ở trong trường với các thầy cô giáo. Cụ thể là project gì vậy? Vừa rồi em có làm một cái project về tổng hợp hydrocarbon trên xúc tác kim loại. Cái phương pháp đấy thì bây giờ chỉ mới thực hiện được trên lý thuyết thôi. Thì cái việc của em là làm nào cố gắng áp dụng đưa được nó vào trong cái sản xuất trong nhà máy. Nói chung là em rất là thích tại vì là mình được tự làm cái công việc mà mình muốn. Mình được, nói chung là mình có thể dùng tất cả các thiết bị hiện đại trong đấy để làm tất cả những gì mình muốn. Mình có thể thực hiện được cái ý tưởng trong đầu của mình. Mình có thể phát huy được hết cái trí tưởng tượng, cái trí sáng tạo của mình. Và thầy giáo của em thì cho em làm tất cả mọi thứ, kể cả những thứ mà nghe qua có vẻ rất là ngu xuẩn, nhưng mà thầy giáo của em cũng để cho em làm để biết đâu từ cái ngu xuẩn đấy có thể ra được cái gì đấy thông minh. Em có thể cho mọi người xem một số bức ảnh của em chụp trong lần này được không? Dạ được ạ. Mời chị nhìn ạ. Chúng ta đã tìm được gần nửa chữ số mật mã và còn nửa chữ số mật mã nữa. Chúng ta sẽ tìm được sau trò chơi này, trò chơi bắt vịt trong hồ. Và có 15 con vịt và ba đội sẽ phải tìm ra những con vịt có màu được giống trong sân vườn. Thế nên các bạn đã bơi rất là nhiều lần rồi nhưng chưa bao giờ các bạn có thể vừa bơi vừa được bắt vịt. Và đội nào bắt được con vịt có chữ số mật mã thì trò chơi đội đó sẽ kết thúc và các đội sẽ lên đây để gắp chữ số mật mã của mình. Và còn một đường dẫn nhỏ dành cho chữ số mật mã cuối cùng. Và chúng ta cùng chờ đợi và cùng chúc cho cả ba đội bắt vịt thật nhanh, bắt được thật nhiều vịt. Cả các con vịt không có chữ mật mã nữa. Các thân mến, một con vịt xòe ra hai cái cánh và 15 con vịt xòe ra 30 cánh cùng với tất cả những nhà huyết chúng ta bắt vịt. Xin mời thả vịt. 15 con vịt. Rất nhanh, các bạn bơi rất là nhanh và bắt vịt cũng rất là từ. Các bạn có một cái cách dụ vịt riêng của các bạn, tức là lên đây Olympia đây, và các bạn đã bắt được 3 con vịt và trong chân 3 con vịt đã có những màu của số mật mã. Tức là bạn đội mũ đỏ là có màu gì ạ? Màu xanh ạ. Màu xanh biển, và bạn của đội mũ vàng là có màu vàng. Vâng. Và bạn đội mũ xanh thì có màu hồng. Và đây là một trò chơi rất may mắn. Trong 3 chiếc hộp này sẽ có những chữ số mật mã của chúng ta. Một hộp có 3, một hộp có 2, một hộp có 1 chữ số. Và chúng ta đã tìm được 6 chữ số rồi, và chữ số cuối cùng trong này có một lời khuyên các bạn là hãy chọn chữ số nào chẳng hạn. Các bạn hãy chú ý và hãy làm theo. Và đây là con vịt của bạn, nó mang may mắn cho bạn, con vịt màu hồng. Bây giờ đội mũ đỏ đang tìm ra xem mình có mấy chữ số mật mã. Mấy ạ? Mấy chữ số mật mã? 2 ạ. 2 chữ số mật mã và một tờ giấy là số mật mã cuối cùng. Ôi, con vịt lên sân khấu đây. Đội mũ vàng bắt con vịt có ký hiệu màu vàng có mấy chữ số đây? Một chữ số mật mã, một chữ số mật mã. Một chữ số mật mã. Đi đến sân khấu đi nhé.
Hai đội, một đội có một chữ số, một đội có hai chữ số rồi, và chắc chắn là các bạn sẽ có ba chữ số. Bạn đã biết được 5 chữ số. 7. Đúng. Số của bạn chúng ta sẽ có 7 chữ số. Vâng, các bạn hãy nhớ chữ số của mình. Các bạn thân mến, đội Vũ Xanh đã tìm ra được 3 chữ số mật mã rồi, các bạn đã tìm được tổng cộng 5 chữ số mật mã. Tuy nhiên vẫn còn một chữ số mật mã nữa, tức là 7 chữ mật mã, thì có một lời dẫn các bạn là hãy đến phía sân khấu và nghe một bài hát. Trong đó sẽ có một chữ số mật mã cuối cùng. Trong giấc mơ xin càng xin.